Xin chào bạn gốc Phước nha.
đến 9:30 là bắt đầu chạy bó tuần nha mấy bạn ơi. Xin chào bạn Duy Gòm, xin chào bạn Tùng Rắc Sinh Môi nè. Thả tim đi mấy bạn ơi, cho lắc livestream lên mấy bạn ơi, chia sẻ livestream cho nhiều lên nữa mấy bạn ơi.
tên là 2K nha bạn Minh Đức. Xe vô sân chạy 10.000 một vé nha bạn Khánh Duy. Chào bạn Vũ Lê Duy nè. Vé vô cổng là 30.000 nha. Chào bạn Nguyễn Lâm. Đúng rồi bạn Thiên Trầm ơi, hiện tại mọi người chỉ là chạy giao lưu với nhau thôi, chưa chạy quá tuần đâu. Thôi, bạn muốn lên thân cứng thì cứ việc chăm chỉ, comment, like, share video trên fanpage, là cứ mỗi tuần là hệ thống sẽ tự động xét bạn lại vào danh sách thân cứng ở bệnh viện nhà ơi.
bạn Nguyễn Quốc Tính, tại 54, tự do, dán viên và dán rắc, không có thể chung như bạn. Dán rắc là chạy với dán rắc, dán viên là chạy với dán viên, giống như là dán cao chạy với dán cao. Tầm khoảng 9 giờ đến 9 giờ 30 là bắt đầu chạy bot chính thức nha mấy bạn. Chào bạn. Chào bạn Minh Toàn. Bạn ơi, thả tim, like và share cho like cái livestream.
chào bạn Nguyễn Trương Quốc Huy. Nếu mà bạn 13 tuổi, bạn TT chỉ cần có giấy tờ của gia đình là đồng ý
có thể tham gia được ra này nha bạn. À, chào bạn Trần Cương, trời ơi, nãy giờ quên chào bạn. Đừng buồn nha bạn Trần Cương ơi. Ok luôn nè bạn Thu Hiền, nhắc lên đi. Hàng ra đua với bạn luôn. Đua hai lên 1 mét bò luôn bạn ơi. Cũng không biết luôn. Bốn sáng nữa vẫn chạy được nha bạn Phúc Phạm.
tuần này vẫn là đua giải bất tuần thôi nha bạn. Đúng rồi bạn fan cứng Nguyễn Công Hưng ơi, đã là fan cứng thì phải là like livestream cho lắc vào, share livestream cho nhiều người xem vào, đó mới gọi là fan cứng của Bay 2K nha bạn ơi. Thank you.
xem rồi. Chào bạn Hoàng Thịnh, 6 tên quê hạn nha. Xin chào bạn Thịnh hai bơ. Ducati hai bơ nha, chào bạn Thịnh. Chào bạn chào đợi, 60 chào 69 nè. Em bảy ơi, vô hello với bạn Đào Gia Huy cái nè. Mấy chú anh đâu chào 69 nha. Chào bạn Nguyễn Phi Long 65 nè. 86 chào bạn Đỗ Phước Trung luôn nè. Đỗ Phước Trung ơi, biển số bạn 86 hả? À cũng có biển số 86 nè, giao lưu được không?
ơi, hàng ngồi trong đây hàng ủng hộ bạn Nhi đông hết mình luôn. Cần nguyên bộ ảnh thì cứ liên hệ với mình nha, mình kêu photographer chụp cho bạn luôn nha.
mình thì mình này thôi bạn ơi. Cảm ơn bạn Nghi Đông nha, mình sẽ luôn ủng hộ bạn Nghi Đông nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bạn. Alo, còn đúng 10 phút nữa mình sẽ chốt sổ đăng ký nha các bạn. 10 phút nữa em sẽ chốt sổ đăng ký cho anh Boss, cho tất cả các hệ luôn. Anh em nào mà liên hệ sau 10 phút em sẽ không nhận đăng ký nữa cho em. Thứ bảy hàng tuần là chạy nha bạn ơi. Chỉ cần thứ bảy hàng tuần với giá vé là 30.000, bạn sẽ được vào xem trực tiếp tận mắt những pha gây cấn của đến từ các câu lạc bộ, đến từ các câu lạc bộ cũng như các vận động viên trẻ tuổi và đẹp trai. Sân An Ca nằm ở đại lộ Võ Văn Kiệt, Khẩu Dầu 1, thành phố mới Bình Dương nha bạn Vi Long ơi. Hiện tại mọi người đang đua ở sân 2K nha bạn Trọng Đoan. Ok luôn bạn Trần Cương ơi, bữa nào mình đến với nhau một đôi giày nha bạn ơi. Chào bạn.
ca nha bạn.
thoại đang bị lỗi bên khâu kỹ thuật, cho nên mà bên khâu kỹ thuật đang chạy đi sửa lỗi nha bạn ơi. Bình thường có cái giải bất thường và bất thường.
tên bot hệ đó luôn, cho nên em nào cũng đăng ký hệ đó đâu mà. Ba hệ em vừa đọc tên 62 dinh chiến giá cao, 62 dinh chiến giá rớt. Super mình là không phân biệt loại xe nào luôn nha các bạn. Xin chào bạn Lê Thu Hiền, nãy giờ bạn ở đâu mất tiêu rồi bạn Lê? Nãy giờ thấy bạn comment nha bạn Thu Hiền ơi. Chúc bạn lên khờ một buổi tối vui vẻ nha bạn ơi.
Xin chào bạn Lê Thiện Thắng. Gần chạy giải rồi nha bạn Kim Thư ơi. Xin chào bạn Đức Khanh. Bên tổ trọng tài đang bắt đầu gần chốt danh sách đăng ký rồi nha bạn ơi. Xin chào bạn Hữu Luận nè.
5 đổ lại thì tự do luôn nha các bạn ơi. Thì super bền, không có quyền loại xe anh em nào cũng đăng ký không ạ. Xin chốt sổ và chuẩn bị cho tất cả các hệ nha. Giáp đâu? Kiệt ơi, ra mời hết không giáp lên cho anh. Mời hết không giáp lên cho anh, không cho vô sân nha.
số xe của mình giùm nha các bạn. Mỗi cặp số mình sẽ chỉ đọc 3 lần. Sau 3 lần mình hủy là coi như vô tác dụng, mình sẽ chuyển qua số khác. Hôm nay là mình chỉ có 2 phần quà thôi nha các bạn. Cho nên em hãy lưu ý nghe thật kỹ cho mình. 2 số cuối của số xe là 10, 9. Có ai có 2 số cuối số xe là 19 không ạ? Lần thứ 3 và lần cuối cùng.
Xin mời câu lạc bộ. Xin nhớ lại, câu lạc bộ Trường Danh Hội Nghĩa lên 1 và câu lạc bộ Red Lan Củ Chi lên 2. Red Lan Củ Chi có đây chưa ạ? Trường Danh Hội Nghĩa lên 1. Dành chiếc vé cuối cùng vào chung kết giữa đội bộ Bình Đại Racing Team lên 1 và đội bộ TBC RL Team lên 2. TBC RL Team. Nếu như đọc tên, nếu như mỗi câu lạc bộ đọc tên 3 lần không có mặt xem như bỏ cuộc. Còn nếu như đến thời khắc đó mà các bạn vẫn còn bị trục trặc, các bạn sẽ có 3 phút để khắc phục phương tiện. Sau 3 phút khắc phục mà các bạn không có thể khắc phục được thì các bạn sẽ bị loại trực tiếp luôn. Và sau hệ vô sở lớn cho 50 chưa rất đắt sẽ là hệ Vario 62 Dinh Dinh. 4 câu lạc bộ đăng ký hệ Vario 62 Dinh Dinh, chuẩn bị phương tiện của mình đi nha các bạn. Vâng, và chúng ta cùng quay lại với câu lạc bộ TBC RL Team. Hiện tại các bạn còn 1 phút nữa để các bạn khắc phục phương tiện. Team Lan 2 đang khắc phục.
tới 1. Các bạn còn 5 giây. 5. 4. 3. 2. Rồi là team có thể đưa xe ra khu vực chú máy được không ạ? Không, và hết giờ nha các bạn. Xe đâu ạ? Xe đâu? Rất nhiều thời gian rồi các bạn. Tính từ đầu tới bây giờ thì các bạn đã có hơn 5 phút. Nhiều lắm rồi đó nha. Và bây giờ mình sẽ cho một lần cuối cùng 5 giây nữa. Nếu như đến tới 1 vẫn không xong là mình cho xe kia xuất phát và loại luôn. 5. Kêu xe kia đứng vô đèn chuẩn bị luôn đi kìa coi. 4. 3. 2. 3. Và xin mời câu lạc bộ Bình Đại Racing Team hoàn thành đường đua để có thể vào vòng trong. Giữa câu lạc bộ đua xe lửa 150 chưa rớt giữa câu lạc bộ Red Leo Củ Chi lên 1 và câu lạc bộ Bình Đại Racing Team lên 2. Xin nhớ lại dòng chung kết hệ đua xe lửa 150 chưa rớt nắp giữa câu lạc bộ Red Leo Củ Chi lên 1 và câu lạc bộ Bình Đại Racing Team lên 2. Đặc biệt anh em lưu ý ở tất cả các hệ luôn nha các bạn và tất cả anh em khán giả luôn, nếu các bạn tình nghi bất kể xe nào trong hệ đó mà các bạn cảm thấy xe đó vi phạm nội quy hoặc là có thể làm sai quy định ở trong hệ đó thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với mình, bỏ ra 500.000 để có thể kiểm tra xe đó. Nếu như xe đó vi phạm, các bạn sẽ được trả lại 500.000 và được thưởng thêm 500.000 nữa. Còn nếu như đúng quy định thì xem như các bạn mất 500.000 cho tiền của người thợ đó đã rã cho các bạn kiểm tra máy. Và đặc biệt lưu ý là sẽ không có ai biết người kiểm tra là ai, người liên hệ trực tiếp với mình đưa tiền cho mình và mình sẽ là người đứng ra kiểm tra. Còn xe nào vi phạm, xe đó sẽ bị phạt 1.000.000 đồng và bị tước hết tất cả các giải của ngày hôm nay nếu như bị vi phạm ở bất kể hệ nào. Chỉ cần vi phạm ở hệ này là các bạn có thể bị loại luôn ở hệ kia. Cho nên em lưu ý, bất kể là khán giả hay là vận động viên câu lạc bộ nào, các bạn muốn kiểm tra bất kể xe nào thi đấu bóp, các bạn đều có thể bỏ 500.000 và liên hệ trực tiếp với mình để mình kiểm tra nha các bạn.
là Boeing xe lửa 150 chưa rớt nắp với số dây 9581. Và sau đây là Vario 62 dịch viên. Dự bản 1 câu lạc bộ tí 1401. Tí 140 xe số 1 len 1 và câu lạc bộ Phát Phúc len 2. Vario 62 dịch viên. Xin nhớ lại bản 1 hệ Vario 62 dình dinh với cái bộ tí 140 xe số 1 len 1 và cái bộ Phát Phúc len 2. Vario 62 dịch viên. Tất cả các hệ xe thị trường hiện nay chỉ cần tối thiểu mỗi hệ 2 xe là em sẽ cho anh em chatbot hệ đó bất kỳ hệ nào luôn, cho nên em cứ mạnh dạn mà gom xe bạn bè hoặc gì đó các bạn có thể lên đây để mở cho bạn một hệ riêng về cho anh em chơi, cho nên em cứ mạnh dạn nha các bạn. Trong sân đua không được xòe nha các bạn, 200m xòe cũng không có tác dụng gì đâu các bạn ơi. Xin chúc mừng lên 2 câu lạc bộ Phép Phúc FI. Và tiếp theo đây sẽ là bảng 2 Vario 62 dình dinh dành cho vé cuối cùng vào vòng chung kết giữa câu lạc bộ tí 140 xe số 2 len 1 và câu lạc bộ Đặng Phong len 2. Mình nha các bạn, ở trong sân đua các bạn không nên nằm xòe nha các bạn ơi. Năm xe có 3 phút rồi kìa, ơi báo bên đó có là bộ tí 140 xe số 2 đang khắc phục phương tiện. Thank you.
ai giành chiếc vé cuối cùng vào vòng chung kết. Giữa câu lạc bộ Tí 140 xe số 2 lên 1, câu lạc bộ Đặng Phong lên 2. Vario. Sau giờ chúng ta hệ Vario 62 dịch viên sẽ là hệ 62 dịch viên dán cao. Giữa câu lạc bộ A Báo lên 1, câu lạc bộ Cường IT lên 2. Vario
Và tiếp theo đây là giờ chung kết là 62 dinh dinh dáng cao giữa bộ A Báo đen 1 và bộ Cường Viên đen 2. Và tiếp theo xin mời hệ bộ xe lỗn cho 50 rớt nắp. Hệ này có 3 xe dọc bấm dây. Có là bộ bấm dây đầu tiên, có là bộ tí giấy. Có là bộ tí giấy. Có là bộ tí giấy bấm dây ạ. Mỗi cái bộ sẽ có 2 dòng bấm dây. Đặc biệt lưu ý sẽ lấy số dây thấp nhất trong 2 dòng bấm dây. Nhưng bất túc phát lỗi ở bất kể dòng nào đều bị loại trực tiếp nha các bạn. Hiểu luôn bấm dây. Hệ bô xe lỗn cho 50 rớt nắp các bạn. Dòng bấm dây đầu tiên của lộ tí giấy. Thank you.
Có bộ tuổi làm trò bấm dây tiếp tục vòng thứ hai không ạ? À? Xin mời câu lạc bộ Nhật chủ tịch. Câu lạc bộ Nhật chủ tịch hệ bộ sở lỗi chân mùi rớt nắp. Là cho hai câu lạc bộ còn lại là câu lạc bộ tuổi học trò Lê 1 và câu lạc bộ tí giấy Lê 2. Xin nhắc lại câu lạc bộ tuổi học trò Lê 1 và câu lạc bộ tí giấy Lê 2. Chốt vào chung kết là một trận đấu chào mừng. Một trận đấu mười rớt nắp.
chúc mừng lên một câu lạc bộ tuổi học trò giành bó thể vô sân lửa rớt nắp. Và sau đây chúng ta cùng quay lại 62 tự do gián cao của câu lạc bộ Bình Đại Racing. Bấm dây. Thời 62 tự do gián cao, mỗi câu lạc bộ sẽ có 2 vòng bấm dây. Đặc biệt lưu ý, số phát lỗi bất kể vòng bấm dây nào đều bị loại trực tiếp. Dù vòng bấm dây đầu tiên có số dây thật tốt, nhưng nếu vòng bấm dây thứ hai lỗi đèn vẫn có thể loại trực tiếp. Và anh em cũng có một quyền ưu tiên là nếu như vòng đầu tiên các bạn cảm thấy ok, các bạn có thể bảo toàn số dây và không cần bấm dây tiếp tục vòng thứ hai. Lưu ý nha các bạn, nếu như vòng đầu tiên cảm thấy số dây đã ok, các bạn có thể bảo toàn số dây và không cần bấm dây tiếp tục vòng thứ hai. Team vẫn còn một vòng bấm dây nữa. Và sau đây là vòng bấm dây đầu tiên của bộ tí nhỏ. Sau cái bộ tí nhỏ sẽ là cái bộ Thành Nghĩa 94 sườn sắt MK. Thank you.
194. Có bộ tiếng nhậu có dây tiếp tục dòng thứ hai không ạ? Và xin mời có bộ Thành Nghĩa 94 tường sát MK đường xe đó một xuống phát bấm dây ạ. Thành Nghĩa 94 tường sát MK. Và xin mời các bộ Huy Ba Vân đưa xe đồng vật xuống máy để chuẩn bị.
Huy Ba Vân vẫn còn một vòng bóng dây nữa. Sau câu lạc bộ Huy Ba Vân sẽ là câu lạc bộ A Báo. Thank you.
và sau đây là bảng 1. Vòng giành vé đầu tiên vòng chung kết hệ 62 tự do dáng cao giữa bộ Tí Nhỏ lên 1 và bộ Bình Đại Racing Team lên 2. Tiếp lại vòng giành vé đầu tiên vòng chung kết giữa bộ Tí Nhỏ lên 1 và bộ Bình Đại Racing Team lên 2. Vòng chung kết hệ 62 tự do dáng cao. Và sau đây sẽ là vòng chung kết giữa bộ Tí Nhỏ lên 1 và bộ A Bảo lên 2. Vòng chung kết hệ 62 tự do dáng cao. Sau vòng chung kết hệ 62 tự do dáng cao sẽ là dòng chung kết hệ 62 tự do dáng rap. Tiếp theo lại đây là dòng chung kết hệ 62 tự do dáng cao giữa bộ Tí Nhỏ lên 1 là bộ A Báo lên 2. Và hệ tiếp theo sẽ là 62 tự do dáng rap.
tuyến nhỏ. Bây giờ có thể 62 tự do dán cao. Thank you.
tí nhỏ lên 1 và cái bộ Hồng Trợ Sơn lên 2. Vâng, xin chúc mừng hệ thống này từ do giấy rất câu lạc bộ Hồng Trợ Sơn đã giành boss ở hệ này. Và tiếp theo là Super Bành cũng tiếp tục là hai câu lạc bộ, là câu lạc bộ Hồng Trợ Sơn lên 1 và bộ tí nhỏ lên 2. Hai câu lạc bộ muốn khắc phục phương tiện không ạ? Khắc phục. Thank you.
xe bán tải 54C63815 dời xe lên giùm em đi ạ.